Alo, xin thân chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thân chào anh em đã ủng hộ mình. Thân chào quý ông bà cô chú đã luôn theo dõi video của con và mua hàng ủng hộ con nha. Thì ngày hôm nay tiếp tục đó là với một cái video đó là làm về thanh lý các cái đồ điện tử cũ giá rẻ nha anh em. Nói chung là bán đó, bán đồ điện tử cũ đó. Thì lời nói đầu tiên cho phép con xin được chân thành cảm ơn tất cả mọi người từ trước đến giờ đã luôn ủng hộ con nha, không có nói lời thừa nữa nha. Thì trong quá trình mà buôn bán này thì có những cái vấn đề mà xảy ra, chẳng hạn như là không nghe điện nè, rồi chết tin nhắn chậm nè, rồi bán hàng cho quý vị là giao lộn này, thì mọi cái đó con đều nhận lỗi hết nha. Bởi vì làm nhiều quá rồi nó thế nào nó cũng phải sai sót phải lộn thôi. Thì con sẽ cố gắng khắc phục hậu quả nha. Thì trong buổi ngày hôm nay thì quý vị mà muốn mua hàng của con á, thì mua hàng của mình á, thì thông qua đường thông qua cái số Zalo nha. Xin nhắc lại là thôi quý cô chú đừng hạn chế gọi nha. Có cái gì mình nhắn tin qua Zalo đó là 0349873313 nha. Và ông quý cô chú nào mà không có điện thoại, không có Zalo á, thì chúng ta có thể nhắn tin ha. Thì tối về thì mình sẽ chat nha, mình rảnh giờ nào thì mình sẽ nhìn. Còn hàng quá hàng cũ á, nó ngặt một điều á, thì hàng cũ á thì là hàng quá mà nó ít mà nhiều người muốn, thì đương nhiên sẽ có người mua không được. Thì người mua không được sẽ giận hờn nó, mình nó lằn á là mình không ấy, nhiều khi không ủng hộ mình nữa. Thì đó là điều đáng tiếc cho mình ha. Thì quý vị cũng thông cảm cho mình nha. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục lên vài món đồ nữa nha mọi người. Và trước khi đi vào cái clip bán đồ này á, thì mình xin nhắc mọi người là đây là các món đồ cũ nha. Mọi người có mua được á, về xài hả mua. Hoặc là mình có chế cháo được á, nghiên cứu thì mình hả mua, chứ đừng có đem cái một cái nguyện vọng là mua về để xài, thì nói chung là hơi bị khó nha mọi người ha. Thì tới món đồ nào thì mình xin nhắc lại món đồ đó ha. Rồi xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe nãy giờ nha. Rồi, cái món đồ đầu tiên muốn giới thiệu đó là một cái VTC truyền hình kỹ thuật số mở lên nguồn nha mọi người, mở còn lên nguồn, còn lên nguồn là còn chạy đó, bút cứ vô đài luôn nha. 25k nha mọi người, đầu thu kỹ thuật số VTC còn lên nguồn bình thường với giá là 25k. Ok ha, để mình ghi lại một cái nha mọi người. Bây giờ nó có một cái tình trạng đó là mình đăng đồ lên bán á, thì có một số cô chú vô chốt đồ lia hết trơn á, mà cuối cùng không có mua. Còn những người mà ta cần đó thì bắt đầu là mình báo hết rồi, không lẽ báo ngược lại còn, thì nó vô duyên quá, nó thẳng luôn là mình quá vô duyên chỗ đó. Chính vì vậy mà bây giờ là ha, mình chốt, nếu như người nào mà không gửi địa chỉ, không gửi số điện thoại thì mình xin phép là bán cái món đồ đó cho người khác nha, chứ không có chờ đợi. Bởi vì chờ đợi tới cuối cùng mà không chịu chốt rồi bỏ cái món đồ đó của mình, rất là tội cho người mua và tội cho mình nha. Và bắt đầu từ cái clip ngày bữa nay là ngày 25 tây tháng 8 nha mọi người, thì mình không có nhận giữ đồ cho quý vị nào hết đó. Mình nhiều công việc lắm á, giữ rồi nhiều khi mình quên, mình nhớ rồi mọi người vô trách hờn mình nữa. Thôi thì mình mua được, mình mua không được chốt thì bữa khác là có gì mình mua nha, không có giữ đồ lại cho mọi người nữa nha. Thì bây giờ nè, còn y chang nữa nè. Còn ngày qua có anh nào nó vô hỏi nè, ba cái gì một bọc đèn pin nè, nó một bọc đèn pin 30k nè. Hỏi xong rồi mình để nó, mình có anh có người vô hỏi một đèn pin nè mọi người, 1, 2, 3, 4, 5 cái đèn pin nè, nó 5 cái đèn pin 30k còn y chang ha, chưa bán được. Thanh lý lại bọc đèn pin 50k, ý lộn 30k. Mình xin nhắc lại là mình sẽ không giữ đồ cho bạn nào nữa ha. Một khi mà mình đã hỏi bạn là chốt cái đó mà bạn không gửi địa chỉ thì người khác vô, thì mình sẽ bán cho người đó khác nha. Chứ cái tình trạng này là mình còn là hàng nè, nhưng mà một số anh chị người ta muốn mua bây giờ nó vẫn còn nè đó. Thì đầu tiên tiếp theo đó là đây là ba cái đèn này, không biết anh chị nào chốt nữa mà hỏi hoài đó, chốt cho đã rồi mua bỏ nè. Ba cái đèn này, cái đèn này nó còn sáng nữa nè mọi người, đèn này hiện giờ nó còn ấy nè, ba cái đèn đội đầu với giá đó là 30k nha. Ba cái đèn to đội đầu này xịn lắm, 30k.
Tiếp theo là bốn cái đèn đội đầu 30k nữa nè mọi người. 1 2 3 4 nữa nè ha. Bốn cái đèn đội đầu 30k. Như vậy là đèn đội đầu có hai cái combo nha, combo 3 cái và combo 4 cái đều 30k hết. Đây là hai cái củ sạc 20k, ngại qua vẫn có người hỏi nha. Hỏi xong rồi không biết làm sao nữa. Rồi mình cũng nói chung là thôi. Có nhiều vấn đề lắm. Đây nè mọi người, củ sạc này là adapter, hai cái này đều adapter hết. Này là adapter của laptop LG 19V, nó là 0.584 ấy nè. Nó bị đứt dây à. Hai cái này đó là 20k. Và anh chị cô chú nhớ là mình mua về mình xài được hả mua nha. Bốn cái đèn đội đầu, bốn cái đèn này nè. Đây, đèn xe điện nha. Bốn cái. Bốn cái này thì 30k nữa. Ok nha quý vị. Đây nữa nè. Ngày qua có chú đó hỏi mình không bán, có bạn nào nó vô chốt, tôi chốt cái đó. Bốn cái đèn mọi người, 1 2 3 bốn cái đèn chằng. Bốn cái đèn chằng này là 30k nha mọi người. Bốn đèn chằng 30k nè, mình có ghi ở trên nè. Đó, cuối cùng còn cái trang. Rồi tiếp theo mọi người. Thanh lý lại, cái này là thanh lý lại nha, hôm nay không có ai hỏi. Đây là cái cassette hiệu Victor 170k nha. Đó, cassette Victor 170k, tình trạng còn lên nguồn. Cassette thứ hai là cassette y chang luôn, giống hệt luôn mà hiệu nó là hiệu Kenwood nha. Thằng này thì xịn hơn, này lên nguồn luôn nha mọi người. Đó, vẫn là 170k nha, hai cái cassette, mỗi cái 170k nha. Mấy cái món đồ nào hết rồi thì mình không giới thiệu lại, còn là bán rồi á, còn cái nào còn thì mình tiếp tục mình giới thiệu lại nha mọi người. Bởi vì có người ta chưa biết. Đó. Thì ở đây mình có một cái thớt nè mọi người. Ba thớt hát đĩa nè. H2 học băng. Cái này là điều chỉnh nhiều thứ nè, và hát ở trên là radio nha. Thì cái thớt này là nó còn lên nguồn nha mọi người. Cắm điện vô vẫn còn lên nguồn bình thường nha. Thì cái này mình để lại cho mọi người với giá đó là 150k nha mọi người. 150k nha. Thớt nè mọi người. Đó. Còn lên nguồn nha, ngày qua hai ba người hỏi luôn mà cuối cùng sao nó còn nằm đây cũng không biết nữa, nó cũng nặng lắm nha mọi người. Đây là cái đầu sau của phía sau đó nè. Đó, 150k nha. Hy vọng là bữa nay sẽ có người chốt giùm mình ha. Tiếp theo là cái dụng cụ này là mình không biết cái gì luôn mọi người. 25k nha. Dụng cụ này là bị đứt dây chỗ này nè. Hình con cái này chắc cái thiết bị gì mình cũng không biết nữa. Cái này có motor nè. 25k nè. Đây auto nè, speed gì nè, máy này nè. Đó. Rồi tiếp theo mọi người ơi. Thì ở đây mình có hai cái sản phẩm nè mọi người. Đây là một cái tai nghe Bluetooth nha. Tình trạng của nó thì nó gãy cái cổng sạc nha. Còn ở đây là cái đế sạc của tai nghe Bluetooth nha. Đế sạc này đó thì nó còn ở trong, nó còn pin nha. Cổng sạc Type-C nha. Đó, hai sản phẩm á. Có nghĩa là hai cái tai nghe Bluetooth này nè, nó gọi là hai tai nghe Bluetooth 20k. Ok ha. Tiếp theo ở đây mình có một cái cặp đèn pin rất là to mọi người, hai cái y chang nhau luôn nè. Cặp đèn pin này thì mình tính đỡ mình chế là mình sửa lại. Nhưng mà bây giờ mình không có thời gian cho nên mình chia lại cho anh em ha. Hai cái đèn pin này 40k nha. Đó, hai đèn pin rất là to. Đèn led nó còn bình thường nha mọi người. Đó, tình trạng đó nè. Hai đèn pin 40k nha, bán hai cái chứ không có bán một nha. Mình bán ba cái máy hát thẻ này 30k nha mọi người. Ba cái máy hát thẻ nha. Tình trạng của nó là mình không có test nha, mình mua làm sao bán vậy luôn. Thì mọi người mua về tự nghiên cứu, tự sửa chữa nha. Mấy cái này tình trạng nó làm gì nha. Và bạn nào biết sửa chữa hả? Hả mua về ha. Nhiều khi mấy bạn mua mấy bạn không dám mua. Thì mình test thử cho mấy bạn coi. Lên nè. Mỗi cái 10k thì nó quá rẻ.
Thằng này sao mà em gu ta, thằng này nhớ lên trơn mà ba, thằng này là mình để riêng ra mà. Lên nè. Nô nô thẻ nè. Còn này sao kỳ ta? Rồi, ba cái này 30k nha mọi người. Rồi, sản phẩm tiếp theo mọi người thì mình có đây là sạc nha mọi người, sạc dự phòng nha mọi người. Thì trong này có cái còn xài được, có cái không nha. Thì mình không có nói, bây giờ mình bán cái combo này là 50k nha mọi người. 2, 4, 5. Mỗi cái là không được mọi người, 50k quá rẻ mọi người ơi. 60k nha. Cái này là xin nhắc lại là 2, 4, 5 cái này là bán 60k nha mọi người. Đấy, 60k nha. Đó. Thôi lỡ nói 50k bán mọi người cái này 50k nha. 2, 4, 5 cái này 50k. Ok ha. Như vậy là cái combo pin với sạc dự phòng đó là mình bán 50k nha mọi người. Thì hôm qua mình có đi mua được là nguyên một cái đống củ sạc với ấy nè mọi người. Đó, mình chưa có lựa ra nữa, bây giờ mình làm biếng à. Củ sạc với dây vậy nè, mọi người thấy là dây này một nùi dây luôn. Chỗ này có rất nhiều củ sạc luôn. Dây nè. Đó. Đó, cái này là ta lựa ra ta để dành nè mọi người. Đó, mình mua về mình nghiên cứu ha. Đó. Và dây sạc ở đây có rất là nhiều cái đầu dây nè. Cái này là mà mình bán hết cho mọi người về luôn nè. Củ dừa, củ sạc, về dây luôn nè. 30k nha mọi người. Hết trơn luôn. Cái này là chưa có test cái gì hết trơn nha. Đấy. 30k nguyên một đống là rồi củ sạc và dây. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 củ gì đó. Rồi thêm dây cáp, cáp tùm lum loại cho nha. Đó, bán hết cái này 30k nha. 30k là bán lời có mấy cái mấy ngàn đó mọi người, mấy ca đó. Rồi tiếp theo mọi người, mình có đây có ba cái bằng ủi nha mọi người. Ba cái bằng ủi này là bằng ủi Nhật nha mọi người. Mà nó mất cái này nè, này thì nói chung là này mà không biết xài sao nữa. Thì mình mua của người ta lại nha mọi người. Cái này là mua món rất là khó mua nha mọi người. Chưa vệ sinh luôn nè. Bán cho mọi người Toshiba nè, bằng ủi Toshiba nè. Thì đây nữa nè mọi người. Ba cái bằng ủi nha. Đây cái bằng ủi nữa nè mọi người. Xanh vô. Cái bằng ủi này nó nặng đâu là mấy ký gì nó nặng á, rất là nặng luôn. Thì rõ ràng là mình không có biết là cái tình trạng nó ra làm sao nha mọi người. Mọi người mua về là mọi người phải tự nghiên cứu nha. Đây là bằng ủi Nhật nha mọi người. Mỗi cái bằng ủi Nhật nha. Thì mỗi cái mình để cho mọi người với giá đó là 45k nha mọi người. Đó. 1, 2, 3. Ba cái bằng ủi nha mọi người. Mỗi cái là 45k hết nha. Đó. Bên từ bên trái qua nè, 1 nè, 2, 3 nè. Ha. Mấy cái bằng ủi này nó nặng lắm nha mọi người ơi. Mọi người thấy bên dưới nữa nè. Mọi người mua về cái này nặng nhất rồi nha. Đó thì mình bán 45k hết nha mọi người. Mình mua của người ta cũng bị đắt đó. Cái này đã ta, cái này mình nghiên cứu nè. Trời. Tháo ra được luôn nè trời. Tháo ra được luôn mọi người. Cái này tháo ra im mới ghê luôn nè, nhìn nè. Ok ha. Cái này chắc tháo ra cũng được luôn nữa nè. Này tháo làm sao trời. Thôi. Bỏ qua một bên đi. Này cũng vậy nữa ha. Toshiba. Bàn ủi Nhật. Rồi tiếp theo mọi người, mình có mấy khối pin nữa mọi người. Hôm nay lên pin tiếp nữa mọi người ơi. Thì trước khi đi vào mấy khối pin này thì mình xin nói trước nha mọi người. Pin này là pin Niken nha. Thì mọi người mua một ai mà xài được chúng ta hãy mua về xài nha. Xài không được thì thôi đừng có mua nha mọi người. Chứ mọi người mua về xài không được thì thứ nhất á là nó phí tiền. Thứ hai là mình bán mà mình lấy tiền cái kiểu đó thì mình cũng chả có ham. Pin này á thì những người mà người ta xài được á, người ta nói xài rất ngon nha. Còn mình á thì mình xài không được thì thôi, mình đừng có mua về mình xài nha mọi người. Thì đầu tiên mình có 5 cái khối pin Niken mà cái dạng mà dài này nè mọi người. Đó, thì mỗi khối là 60k nha mọi người. 60k nha. Cái khối này nặng một ký mấy, gần 2 ký mọi người ơi. Đó. Thì mình có 1 2 3 4 5 khối nè. Giờ là 1 nè. 2
3 4 5. Giống y chang nhau hết trơn rồi mọi người. Đó, mỗi khối là 60k nha mọi người. Đó, 1 2 3 4 5 mỗi khối đều 60k hết. Ha. Xanh vô nè mọi người. Này là gì? Panasonic. Bên Nhật không nghe mọi người. Xanh vô. Panasonic. Này là Panasonic. Đấy. Pin xe điện. Thì mấy cái loại này là 60k nha mọi người. Và mình xin nhắc lại là mỗi anh em mình chỉ bán tối đa là hai khối thôi nha. Anh em đừng vô hỏi mình là mua hết trơn hoặc lấy, mình không có bán đâu, mình trải nghiệm cho từng người thôi. Mỗi người mua về đó là lại. Nếu như mình bán một cái một cho anh em thì những anh em còn lại vô hỏi không có đâu, để mãi. Pin này rất khó tìm nha mọi người. Mình dặn người ta trước á, bây giờ người ta lên giá nữa. Đó. Bán mà thấy mình mua đi xong rồi bây giờ người ta lên giá nữa, đập đời vậy. Thì tiếp theo đó là đây có 1 2 3 4 5 khối pin nữa nè mọi người. Đó, 5 khối này thì mỗi khối là 55k nha. Và xin nhắc lại anh em vẫn là câu nói của mình, đó là anh em nào mua được xài mình về hả mình mua nha anh em. Trời ơi, mua xài không được thì thôi để cho anh em nào người ta biết ta mua. Đó, thì sau khi nghe cái lời này của mình á thì mình biết chắc rằng anh em nào mà nhắn tin mua là anh em đó đã xài được nha. Mình tin tưởng như vậy nha. Và mỗi người mình chỉ bán duy nhất là 2 khối thôi nha anh em. Thứ nhất là nó nặng, trên 3kg là tiền ship nó trên 20k ngang, 28k rồi. Đó. Cái thứ hai nữa đó là để cho những anh em nào mà người ta muốn trải nghiệm, người ta chia 1-2 cục, người ta về người ta trải nghiệm thử. Mình nói thế này nè, có nhiều anh em nói pin này khó xài, nhưng mà có người ta nói pin này rất là tốt bởi vì nó là hàng Nhật. Hàng Nhật nó sản xuất ra cái gì nó cũng tốt, nếu như mình biết xài nha. Đó, đây là số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè, số 5. Đó. Và mình xin nhắc lại là mình sẽ không nhận giữ hàng cho ai hết trơn nha. Anh em nào mà nhắn tin mua là phải gửi cho mình cái địa chỉ và cái số điện thoại là mình chốt đơn, mình lên đơn. Còn anh em nào mà không gửi địa chỉ, không gửi số điện thoại là coi như không mua, là mình để cho người khác, chứ mình không có để cho nó tồn lại nha mọi người. Bởi vì nhiều anh em cần mà anh em mà cứ để cho nó tồn lại thì nó kỳ lắm. Đã có trường hợp đó xảy ra nha. Xin thông cảm cho mình không có thời gian để mà mình làm lại nữa, lu bu quá anh em ơi. Đó, mình rất là thông cảm cho anh em thì anh em cũng thông cảm cho mình nha. Rồi, hôm nay mình có 2 4 5 10 khối pin nha anh em. Rất là vất vả mới có được 10 khối pin này. Và mình nói luôn để anh em thông cảm giùm cho mình, nếu như mình bán á một cái một thôi là bảo đảm như em bán cái một cái rác một là có người mua hết luôn. Nhưng mà mình vẫn để lại cho anh em trải nghiệm và mình mong muốn rằng anh em xài thử coi như thế nào ha. Ok. Như vậy là anh em nào mà muốn đặt thì tối đa là 2 khối thôi nha em, chừa lại cho người khác với ha. Như vậy là tạm thời chiều nay mình lên bao nhiêu món đồ đó thôi nha anh em. Bởi vì mình không có thời gian cho nên là anh em thông cảm giùm cho mình ha. Thì anh em đặt hàng thì thông qua cái đường cái Zalo của mình, đó là 0349873313 nha anh em. Thì anh em nhắn tin cho mình cái món hàng anh em cần mua nha. Và anh em nhớ là phải để lại cái địa chỉ và số điện thoại mình mới chốt được nha. Còn anh em nào mà không ấy thì mình sẽ để cho bạn khác nha. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em. Mong rằng anh em luôn ủng hộ mình ha. Và mình cũng cố gắng đó là tìm mọi cái món đồ rất là tốt để mà phục vụ anh em. Ở đây mình có, ở đây mình mới về ngày qua được một mấy cái món này mình chưa kịp lên nữa nè anh em. Thì cái này là mình test rồi mình mới lên nha. Cái này mình mua mắc tiền lắm nha. Đây là mấy cái đầu Android Box TV nè anh em. Rồi ơi. Rồi đây mà nữa nè anh em. Mấy cái này là mình mua nó bị hơi mắc tiền á. Đồ này đồ Nhật. Đó, mấy hàng này độc không à. Cho nên đó là cái này ngày mai mình sẽ lên nha anh em. Đây đó nè. Quạt xế tóc gì mà nhìn mà ghê vãi luôn á. Đó. Thì thôi, clip này xin thì mình tạm dừng tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Rồi bây giờ mình xin giới thiệu những món đồ mới nha anh em. Thì những món đồ này luôn luôn shop mình luôn luôn có nha. Lúc nào cũng có và có số lượng là nó cũng kha khá. Chính vì vậy mà khi mà xem video này thì anh em cứ thoải mái đặt nha, không cần phải hỏi mình là còn hàng hay là không nha. Cái món đầu tiên là mình muốn giới thiệu với anh em đó là một cái bộ dao khắc ha. Bộ dao khắc này thì nó gồm có 13 chi tiết, thì cái này mình có hàng nhiều lắm anh em. Anh em cứ thoải mái mà đặt ha. Thì bộ dao khắc này á nó rất là tiện lợi cho gia đình mình ha. Anh em thấy nó có rất là nhiều cái một cái bộ dao như thế này nè. Thì nó gồm có, thứ nhất là nó gồm có 1, có 2, có 3 cái dao nè, thấy không?
Đó, ba cái dao nè, nó thêm có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cái lưỡi nha. Mỗi cái lưỡi của nó là nó đều có giúp chúng ta có thể là khắc, có thể là gọt, có thể là đục được nha. Những chi tiết nhỏ nhỏ như vậy ha. Thì mỗi bộ như vậy là với giá là 35k nha anh em. À, mỗi bộ như vậy thì giá của nó là 35k. Đó, 35k cho cái bộ này ha. Đây là bộ dao khắc nha. Theo mình thiết nghĩ là nhà mình không thể nào thiếu được cái dụng cụ này ha anh em. Đây là kìm cắt chân linh kiện nha. À, cái loại đây là loại kìm cắt chân linh kiện nha. Thì cái loại kìm này á là nó rất là hay nha anh em. Hay cái chỗ á là nó như thế này nè anh em. Mỗi cái kìm á nó có một cái khả năng chịu lực rất là lớn nha. Anh em thấy là nó rất là bén nha. Cắt chân linh kiện mà chúng ta có thể cắt dây chì cũng như là cắt bùng á. Đó. Cắt rất là dữ nha. Cắt dây chì hoặc là cắt những cái chân con linh kiện á là rất là nhẹ nhàng luôn nha anh em. Mà mỗi cây như vậy đặc biệt giá nó chỉ có 18k nha anh em. Đó. Mỗi cây giá nó chỉ có 18k thôi. Thì những hàng này á mình có nhiều nha anh em. Dạ. Rớt xuống cái chúng cái giò mình nó sức nó chảy máu luôn à. Đó nó bén à. Em thấy. Kìm cắt chân linh kiện nha, mỗi cái 18k nha anh em. Thì hàng này mình cũng có rất là nhiều ha. Anh em cứ thoải mái mà đặt hàng, không có hỏi cần phải hỏi mình là còn hay không ha. Có mấy món đồ cũ là mới là nó hiếm hàng, còn này thì có. Rồi cái món tiếp theo đó là mình có đây là kìm nữa nha anh em, xin lỗi đây là kéo nha. Kéo này là cái loại kéo kéo cắt cành nha anh em, mình có hai loại nha. Đây là loại A nha anh em. Loại này là loại 1 nha. Nó là cái mỏ nó như thế này nè. Đó, anh em thấy. Rất là sắc bén luôn nha anh em. Rất là bén luôn. Anh em thấy nè, cắt chân cắt cành nhưng mà có thể cắt được cái mũ á. Cái bọc này cắt không phải dễ đứt ở đâu mà nó thể cắt nè. Đó. Cắt rất là dễ nha. Cái cây mà nó cắt còn ấy nó chi giấy. Anh em thấy nè, giấy nè, đó. Rất là đơn giản ha. Thì nói cái này anh em mà cười mình. Chứ thực tế ra cái này rất là bén nha. Thì mỗi cái giá 25k nha anh em. Kéo cắt chân, kéo cắt cành. Đây là loại 1 nha. Đó. Mình có số lượng cũng nhiều nha anh em. Và đây là loại 2 nha anh em. Loại này là loại 2 nha. Loại 2 nó khác loại 1 ở chỗ nào. Thì cái loại 2 á, thì cái mỏ của nó là nó không có bầu nha anh em. Mà cái mỏ của nó thì đó. Nó như thế này nha. 25k luôn nha anh em. Đó. Kéo lên đây thì chúng ta khóa lại, kéo ra thì chúng ta đó là lấy đi. Nãy cái kìm mới rớt xuống trúng hai cái chân của mình, cái nào cũng ra máu hết trơn anh em. Bén ghê thiệt. Để lên nè anh em thấy không? Cây này cũng 25k luôn nha. Cây này mình mua mắc hơn nhưng mà mình vẫn bán cho anh em là 25k nha. Không biết sao mà cái cây này nó mắc hơn cái cây kia. Nó kéo này mình có cũng rất là nhiều nha anh em. Đó. Thì anh em cứ là đặt hàng nha. Rồi cái sản phẩm tiếp theo á là nó là chủ lực của shop mình luôn đó, đó là cái bộ lấy ốc gãy nè anh em. Mình bán rất rẻ luôn, 25k một bộ nha anh em. Một cái sản phẩm nó gồm có đó là giờ này anh em nhắn tin mình mua hàng quá rồi. Đó. Một cái sản phẩm nó gồm có 1 2 3 4 5 cái đầu nè anh em. Đó. 1 2 3 4 5 cái đầu như thế này nè. Đầu lấy ốc gãy nghe, cái này rất là to nè, từ to nè tới nhỏ dần rồi tới là bằng bé tí nị luôn nè. Bộ lấy ốc gãy á mà như vậy mà chỉ có là 25k nha anh em. Đó, 25k cho một bộ như thế này ha. Ok ha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời mình dẹp cái những cái món này ha. Rồi bây giờ tiếp theo mình giới thiệu tiếp tục một cái sản phẩm nữa anh em. Hôm nay mình mới về luôn, đó là những cái cục sạc dự phòng nha anh em. Đây là những cục sạc dự phòng mini nha. Này, sạc dự phòng mini nè. Đó. Sạc dự phòng này thì nó có để là 5000mAh ha. Thôi thì theo mình nghĩ chắc nó khoảng cỡ đó thôi à. Sạc dự phòng này thì sạc điện thoại cũng được nhưng mà chắc đầy được một cái hoặc là nửa cái điện thoại thôi nha anh em. Chứ anh em đừng có nghĩ là nó sẽ ấy nha. Thì sạc dự phòng này mình bán cho anh em với giá là 50k nha.
sạc này nó sẽ phù hợp để mà chúng ta xài quạt, xài đèn này nè ha. Và chúng ta có thể đó là xài cho những cái chiếc điện thoại mà dung lượng nó ít một tí ha, thì rất là ok, bởi vì nó rất là nhỏ gọn. Và với cái giá thành 50k thì mình không thể nào đòi hỏi nó là nó phải sạc được một cục pin, một cái điện thoại dung lượng cao nha anh em. Đó, mình xin đó là mình xin nói là thật thật tình cho anh em nghe vậy ha. Sạc USB. Rồi, mỗi một cái cục sạc dự phòng như thế này thì mình sẽ bán cho anh em với giá là 50k nha. Đó. 50k. Ok ha. Bây giờ mình sẽ xin đó là qua mấy cái món này nha anh em. Tiếp theo anh em ơi, đây là những món hàng shop mình cũng có rất là nhiều nha anh em. Đó là những cái chiếc quạt mini nha anh em. Quạt mini cầm tay. Những chiếc quạt này thì chúng ta có thể cầm tay được và chúng ta có thể để bàn được nha. Nó có hai chức năng chứ không phải là cầm tay không. Đây nè anh em. Đó, anh em thấy nó quay rất là lõi nha. Chiếc quạt ba lớn nè. Nhưng mà nó quay rất là mát nha, cầm tay nè. Rồi chúng ta có thể là để bàn được nè anh em. Đó. Ha. Để bàn được, nó mát mà anh em không tưởng nổi luôn á. Cực kỳ mát luôn. Và nó tặng kèm cho chúng ta thứ nhất á là một cái cọng dây cáp nha, sạc nha. Mà cái loại sạc này, cái loại sạc này là cái loại sạc mà nó là sử dụng cái cổng tròn này nè anh em, rất là dễ xài ha. Chứ không phải là cái cổng vuông. Cổng vuông thì nó khó, còn này nó dễ xài lắm. Đó, anh em thấy rất là dễ xài. Ok ha. Và nó tặng cho chúng ta kèm một cái cọng dây để mà chúng ta cột vô cái chỗ này nè. Đó, để chúng ta nắm cầm ha. Thì một cái quạt này thì mình bán với giá đó là 50k nha anh em. Thì số lượng nó cũng có rất là nhiều. Anh em đặt hàng thì không cần phải hỏi là quạt này còn hay không ha. Lúc nào mình cũng có hàng, mình phục vụ anh em hết. Bao nhiêu cũng có hết ha. Tiếp theo nữa anh em. Đây là cái lo nè. Lo này gọi là lo vi tính nha. Đây, hình dáng lo nó nè. Lo vi tính có nghĩa là chúng ta sẽ là sử dụng bằng laptop, điện thoại cũng được luôn ha. Trên điện thoại, trên laptop gì chúng ta đều sử dụng được hết nha. Đó. Cặp lo nó như thế này nè anh em. Nó có hai cổng kết nối nha. Chúng ta có thể kết nối nó bằng đó, xin lỗi, chúng ta kết nối nó bằng sắt 3.5 ly ha. Thì củ lo nó mà lớn, chúng ta nghe thì nó cũng rất là được nha, chứ không phải là không nghe được. Nghe nó cũng im lắm nha anh em. Đó. Thì cặp lo này mình bán với giá chỉ có 40k nha anh em, lo mới. Không cần phải là đắn đo gì hết, 40k dành cho một cặp lo vi tính nha. Và số lượng mình lúc nào mình cũng có hết, anh em cứ đặt hàng nha. Nói chung là lỡ mà như mà nó có cháy hàng thì mình cũng báo cho anh em biết ha. Đó, thì anh em cứ đặt hàng nha, lo vi tính nha. Shop mình thì hàng quá nó hơi bị nhiều. Lúc này nó mình săn được nhiều rồi. Rồi cái lo này. Đây là cái lo Bluetooth nha anh em. Đây là một chiếc lo Bluetooth. Anh em nhìn cái ngoại hình của nó nè. Đó. Ngoại hình của nó. Đây là lo Bluetooth. Thì chúng ta mở lên thì nó la. The Bluetooth device is ready to pair. À. Thì nó đầu tiên là nó sẽ kết nối với điện thoại bằng chế độ không dây. Thì người ta gọi đó là lo Bluetooth nha. Ngoài ra nó có thể hát thẻ được nha anh em. Hát cái thẻ nhớ á. Đó, chúng ta hát bằng cái thẻ nhớ, niệm Phật đồ á, được hết trơn á. Để mình kiếm cái thẻ mình gắn vô mình hát cho anh em nghe nè. Mở nó lên cái nó la nữa nè. The Bluetooth device is ready to pair. Đó, gắn cái thẻ. Play by TF card. Nó hát bằng cái thẻ nhớ nè. Nói chung là nó lớn cực kỳ luôn anh em. Đó. The Bluetooth device is ready to pair. La còn hơn là bà bảy la nữa. Và ngoài ra nó có thêm chức năng đó là FM luôn anh em. FM tuner. Nó FM luôn đó. 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 Nói chung là cái máy này nó sẽ có 3 chức năng nha anh em. Hát FM, hát thẻ nhớ, hát USB và hát được Bluetooth nha. Và giá cho mỗi chiếc lo như vậy là chỉ có 65k thôi anh em. Đó. Chỉ có 65k mà nó làm được nhiều cái chức năng như vậy đó. Thì anh em cứ thử trải nghiệm nó ha. Lo Bluetooth 65k. Rồi tiếp theo mình có một cái loại giá đỡ anh em.
Đây là giá đỡ điện thoại nha. Hàng này mình cũng có rất là nhiều nha anh em. Đây là giá đỡ điện thoại giá 23k nha anh em. Nhưng mà chất lượng nó thì nó vượt ra ngoài cái số 23 đó nha. Đó, giá đỡ nè anh em. Đó, hình dạng đó nè. Chúng ta khiếp nó lại nó như vậy nè anh em. 23k. Rồi bây giờ chúng ta kéo ra nè, chúng ta kéo lên. Đó, bật ra có thể xây được. Giá đỡ này là 23k dành cho một cái giá đỡ như thế này nha anh em. 23k. Hình dạng nó là như thế này nè anh em. Cái này cái hộp nó bị sứt rồi. Đó. Giá đỡ 23k. Giá đỡ này nó bị sứt cao chỗ này à. Ở đây mình có một cái loại giá đỡ nữa anh em. Giá đỡ này thì giá chỉ có 20k nha anh em. Thì nó cũng hình dạng nó cũng gần gần như hồi nãy vậy đó. Nhưng mà nó mỏng hơn nha. Cấu tạo thì nó mỏng hơn cái hồi nãy nè. Anh em mình thấy nè. Mỏng hơn nha. Đó. Chúng ta có thể bật lên được cái mươi trang như này cũng bật lên đó nè. Đó. Giờ cũng kéo ra nữa nè anh em. Khi kéo ra thì này cũng là kéo ra. Nhưng mà này chúng ta phải đẩy nó ra như thế này. Đó. Kéo ra nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ bật cái này ra. Rồi chúng ta vẫn kéo lên được bình thường cũng y chang, cấu trúc y chang à. Để xuống nè, đặt chiếc điện thoại lên. Đấy. Rất là đơn giản ha. Đó, chúng ta có thể xem bẻ mọi góc độ. Thì chiếc giá đỡ này có giá là 20k nha anh em. Và số lượng mình cũng có đó là nhiều. Anh em cứ đặt hàng nha. Tiếp theo anh em, thì mình ở đây có mấy cái con chuột không dây nha anh em. Đây là chuột không dây nha. Đó. Chuột không dây anh em. Anh em nhìn cái ngoại hình của nó nè. Chuột không dây nha. Nó kết nối với máy tính hoặc là thiết bị bằng một cái USB nha anh em. Một cái cổng USB thế này. Chúng ta xài pin nữa là 3A nha anh em. Pin nhỏ nha. Đó. Chuột không dây. Nhìn rất là nhỏ gọn luôn anh em. Anh em có thể để vô là cái cặp đi làm hay gì đó. Rất là đẹp luôn nè. Mà giá có 50k một con anh em ơi. Rẻ đến bất ngờ luôn á. Chuột không dây mà giá 50k anh em. Anh em ra ngoài tiệm mua một con chuột đó, có dây thôi. Thì giá nó cũng từ đó là 50k. Ha? Chứ không phải là con chuột không dây mà 50k đâu. Anh em ra tiệm mua là con chuột không dây là tại vì 100k đó. Ta không bao giờ bán cho mấy anh em là 50k đâu. Ở đây mình có mấy cái bộ tu vít đa năng anh em. Cái này shop mình có nhiều nha anh em. Đây là gọi là hộp tu vít ha. 32 món nha anh em. Gồm có 32 món. Tên gọi của nó là hộp tu vít 32 món. Hoặc là anh em nói là hộp tu vít màu trắng cũng được nha. Bởi vì lúc chút xíu nữa mình sẽ có màu đen. Bên trong nó gồm có thứ nhất là 30 cái đầu nè. 3 nè. Đây 10 nè. Là 30 cái đầu bà đầu tu vít rồi nè anh em. Hầu như là đầu gì nó cũng có hết. Rồi nó gồm có trên thân nó gồm có một cái tu vít này có hai đầu nữa nè anh em. Đó. Chúng ta có thể là sử dụng chưa ấn chọt chỗ tay mình nè. Chúng ta có thể sử dụng cái này để chúng ta mà gắn vô đây anh em. Đây, gắn vô ha. Rồi chúng ta sẽ gắn đó là những cái đầu vít này vô đây. Rồi chúng ta sẽ đó là tiến hành đó là sử dụng. Ngoài ra chúng ta có thể đó là không gắn vô đây, chúng ta có thể gắn vô cái thân này cũng được nha anh em. Đó, gắn vô đây cũng được. Hai cách nha. Thì bộ tu vít này mình bán với giá là 35k nha anh em. 35k ha. Thì những cái bộ tu vít này thì mình có rất là nhiều nha anh em. Thì mình thiết nghĩ rằng với 35k mà anh em có bộ tu vít như thế này, thứ nhất là nó gọn, thứ hai là nó nằm mình nó có cái hộp đựng rất là đẹp nha anh em. Mình để trong những cái cốp xe hoặc là trong cái dụng cụ của mình thì nó rất là gọn nha anh em. Đó. Tiếp theo thì mình có những cái bộ tu vít thì nó tương tự như cái đó nhưng mà nó là màu đen như thế này anh em. Anh em thoạt nhìn qua tưởng đâu nó là cục sạc dự phòng không đúng không? Đó. Một bộ nó cũng là 35k luôn nha anh em. Nhưng mà bên trong của nó thì nó như thế này nè. Đó. Nó có một cái cây nè anh em. Đó, có một cái cây này. Đó. Và những cái đầu tu vít ha. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng của mình mà mình có thể lựa chọn nha anh em. Ồ, này có 500 anh em ơi. Đó. Ở đây mình có thể quay được. Mình cầm gì nè, mình xoay. Ha.
Bộ này cũng 35k luôn nha anh em, tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mình mà mình có thể lựa chọn. Ở đây nó có để cái kiểu tua vít hay gì nè, cộng trừ gì nó để ô tù lưa hết trơn á ha. Thì cái này số lượng mình cũng có nhiều nha anh em cứ đặt hàng nha, không cần phải hỏi mình là còn hay hết nha, lúc nào mình cũng có hàng phục vụ anh em. Tiếp theo thì mình có rất là nhiều cái tai nghe anh em, mà mỗi cái giá 25k nha anh em. Tai nghe thì mình có 3 màu, xanh, màu trắng và màu đen nè anh em. Đó, tai nghe thì rất là đẹp luôn anh em ơi, khỏi cần phải bàn về cái chất lượng của nó. Mà giá cả thành thì nó cực kỳ là rẻ luôn. Đây là tai nghe nè, có cái thì nó có cái kéo lên kéo xuống này nè, có cái thì nó không có nha. Ví dụ như cái này thì nó không có đồ bấm nè, nó có chỉ nghe điện thoại à. À, nghe điện thoại đồ ha. Đây cũng vậy nữa nè, tùy vào đợt hàng nha anh em. Thì mỗi cái tai nghe như vậy mình bán cho anh em với giá là 25k nha. Ok nha anh em, 25k dành cho những cái tai nghe nha. Tai nghe này là tai nghe này chúng ta mua về chúng ta vừa chạy xe nghe nghe hoặc là không làm phiền người khác thì rất là ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ xuống mấy cái hàng này nha anh em. Rồi ok, tiếp theo những cái sản phẩm mà mình cần bán nữa đó anh em, có số lượng nhiều nữa anh em, đó là đèn USB nha anh em. Thì đèn USB này mình có số lượng cũng cũng nhiều nha anh em. Thì mỗi cái đèn như vậy là nó thứ nhất ưu điểm của nó là sử dụng điện rất là ít nha anh em, độ sáng thì vừa phải nha anh em, giúp cho mình đó là có thể là đi ra ngoài ban đêm hoặc là chúng ta để làm hộp đèn ngủ nha anh em, đó nó có thể co gặp lại được nha anh em. Thì mỗi là chiếc đèn như vậy là 10k nha anh em, mình có số lượng nhiều anh em không cần phải đó là hỏi là số lượng còn hay là không ha, anh em cứ đặt hàng nha. Sản phẩm tiếp theo của mình cần giới thiệu đó là túi đựng điện thoại nha anh em, khi mà đi trời mưa nha, gọi là túi chống nước điện thoại nha. Thì chiếc túi này rất là hữu dụng trong cho mỗi gia đình nha anh em. Anh em nên mua một cái nha, mình khuyên anh em nên mua một cái giá 15k một cái thôi à, không có mắc cái gì đâu, 15k nè. Anh em thấy là cái túi nó như thế này, chúng ta là kéo hai cái gạt này qua một bên thì chúng ta sẽ mở ra được cái túi nha anh em. Đó, mở ra đó, rồi chúng ta sẽ để đó là chiếc điện thoại vô. Và với cái tính chất của nó đó là chúng ta đó là nó kẹp rất là cứng nha anh em. Đó, chúng ta gạt lại thì nó đó là đựng được chiếc điện thoại của mình ha. Và mỗi chiếc túi này nó có cái quai nữa. Và mỗi chiếc túi như thế này nó chỉ có giá là 15k nha anh em. Anh em phải trang bị cho mình một cái nha. Ở đây mình có mấy cái bao tay nha anh em. Bao tay này là bao tay thể thao giúp anh em đi ngoài nắng không có bị nắng nha anh em. Đó, bao tay này dành cho tất cả mọi người đều được ha. Nam xài được, nữ xài được, từ già đến trẻ xài thì ok nha. Thì bao tay này thì nó rất là hay cái chỗ này nè anh em. Đó là nó có một những cái này nè, giống như tơ nhện vậy đó. Chúng ta nó giúp chúng ta bám chặt nha anh em. Và mỗi bộ bao tay như vậy chỉ có giá là 10k nha anh em. Rồi sản phẩm tiếp theo mình xin giới thiệu với anh em, đây là cái bộ sạc pin nha anh em. Sạc pin 18650 anh em. Bộ sạc này là bộ sạc đơn nha. Rồi, mở ra cái coi. Bộ sạc đơn nha anh em. Thì mỗi lần sạc chúng ta là sạc được một viên pin, chúng ta để vào đây nha anh em. Đó. Thì sạc pin 1S đều được hết. Nó có chức năng đó là nó sẽ bảo vệ pin nha anh em, khi mà chúng ta đó là ghim vô sạc á thì đó là cái đèn này nó sẽ có màu xanh nha anh em. Khi mà sạc đầy nó màu xanh, còn khi mà chúng ta mà sạc mà chưa đầy thì nó sẽ có màu đỏ nha. Giả sử như chúng ta đặt cái viên pin vô. Đặt cái viên pin vô chưa nữa, viên pin này nó bị gì vậy? Anh em, nó đỏ nè nè. Đó. Khi mà chúng ta sạc mà chưa đầy nó đỏ nha, mà khi đầy thì nó sẽ có màu xanh nha. Thì cái này rất là hay là nó có chức năng là chế độ là bảo vệ viên pin của chúng ta nha, không có bị quá dòng nha. Thì mỗi cái bộ sạc này có giá là 18k nha anh em. Rồi nhớ ha, sạc pin 18650 mà giá của nó chỉ có là 18k nha. Thì sạc pin này mình có cái số lượng nó cũng nhiều, anh em cứ đặt hàng nha. Rồi sản phẩm tiếp theo mình xin giới thiệu với anh em đó là đây là cái bộ mà chia cổng USB nha anh em. Bộ chia cổng USB từ một cái cổng USB chẳng hạn như cục sạc của chúng ta như thế này. Nó chỉ có một cổng thôi, bây giờ chúng ta muốn nhiều cổng thì chúng ta ghim vô đây thì nó sẽ có được 1, 2, 3, 4 cổng nha anh em. Và mỗi bộ này cũng có giá là 18k bằng thằng này nha anh em. Đó. Thì bộ chia cổng mình có thêm một loại nữa anh em. Đây là loại giá là 30k nha anh em. Tại sao nó lại có giá 30k thì anh em hãy nhìn nè. Đây là bộ chia cổng nha. Chúng ta vẫn có được 4 cái lỗ ra nè ha. 4 cái lỗ ra. Nhưng mà mỗi cái lỗ ra thì nó đều có công tắc nè ha. Nó đều có công tắc và mỗi con cái nó đều có đèn led hết ha. Ha. 1, 2, 3, 4 và mỗi cái đều có cái công tắc để mà điều khiển và có đèn led ha. Thì mỗi bộ như vậy là giá nó là 30k nha anh em. Đó, bộ chia cổng 30k. Như vậy là chúng ta có hai bộ chia cổng 18k và 30k nha anh em. Anh em khi đặt hàng nhớ là ấy, và mình có số lượng là cái này thì có lúc không nha. Còn riêng thằng này thì lúc nào cũng có nha anh em. Đó.
Sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu đây là những cái chiếc phiểu nghe nè, gọi là phiểu mini nha. Chúng ta có thể đó là sử dụng để mà chiết nhiên liệu ra ha, sau đó chúng ta có thể là gấp gọn lại ha. Cái này rất tiện lợi, giá 7k một cái anh em ơi, rất là đơn giản. Chúng ta có thể đặt cho gia đình mình 2-3 cái để dành mình xài nha anh em. Nó có cái quai đó là rất là tiện lợi, mà có thể mà máng rồi nữa ha. Thì mỗi cái là 7k nha anh em. Tiếp theo đó anh em, đây là những cái chổi nha anh em. Những cái chổi nhỏ nha, để chúng ta đó là giúp chúng ta đó là quét những cái nơi nào mà nó nhỏ nó khó đó anh em. Chúng ta sử dụng cái chổi và cái kia nhỏ này nha anh em. Thì cái bộ này là gần nó chỉ có 12k nha anh em. Đó, chúng ta có thể đó là sử dụng đó là quét những cái nơi mà nhỏ như thế này nè nghe nè, nó quét ha. Cái chổi này thì nó rất là cứng nha anh em. Đó, cứng nhưng mà nó dày nữa nè, nó giúp chúng ta 12k thì quá ư là rẻ nghe anh em. Rồi bây giờ mình xin xuống cái những cái sản phẩm này nha anh em. Tiếp theo thì đây là một cái dụng cụ mài dao nghe anh em. Thì nhà nào cũng có sử dụng đó là dao ha, thì chúng ta xài một thời gian thì nó sẽ bị đó là nó sẽ bị ít bén đi, thì chúng ta sử dụng cái dụng cụ này để mà mài nó nghe anh em. Thì đây gọi là dụng cụ mài dao giá 25k nha anh em. Dụng cụ mài dao giá 25k ha. Rồi đây là cái chiếc kéo đa năng được sử dụng trong nhà bếp nha anh em. Đó, xin nhắc lại là sử dụng trong nhà bếp nha, chúng ta dùng để đó là cắt rau cắt thịt đồ anh em. Đó, thì chiếc kéo này nó rất là bén nha anh em nhìn nè, là chiếc kéo rất là bén nha. Nó có chế độ khui bia và chế độ này dùng để đó là kẹp cái gì đó không biết, để kẹp càng cua càng tôm gì anh em. Và nó quan trọng là nó có cái nắp đậy nữa nè anh em. Chiếc kéo xịn sò như vậy giá 15k nha anh em. Đó, sử dụng dụng cụ trong nhà bếp nha, cái này là sử dụng trong nhà bếp. Rồi tiếp theo anh em, chiếc kéo nữa anh em. Đây là bộ dụng cụ cầm tay đa năng nha anh em. Đó, dụng cụ cầm tay đa năng gồm có 16 món nha anh em. Đầu tiên là nó gồm có đó là 2, 4, 6 cái đầu này nè anh em. Anh em quan sát nè, đó 6 cái đầu này. Giờ gồm có 3 cái đầu này nữa. Đó, 3 cái đầu này nữa nè anh em. Mọi người. Rồi gồm có đó là 3 cái ốc vít này. Và nó có thêm đó là cái chìa khóa này nữa anh em. Khóa này mở ra mở ngược, mở không chết không ra. Đây chìa khóa này nè. Đó. Nó có để mm hết trơn nè ha. Thì dụng cụ này có giá là với giá đó là 25k nha anh em. Đó, bộ dụng cụ cầm tay này 25k. Ha. Thì mình có rất là nhiều anh em cứ đặt hàng nha. Đây là bộ coi nhiệt nè anh em. Rất nhiều anh em đã mua rồi. Bộ coi nhiệt có nghĩa là chính là trong này nó có 164 cái ống nhỏ nha anh em. Nhỏ lớn thì rất là nhiều ha. 164 ống để mà coi nhiệt á, khi mà chúng ta nối hai nhà dây điện với nhau á ha. Thì mỗi một cái là túi như vậy nó chỉ có giá đó là 18k nha anh em. Thì mình thiết nghĩ rằng mỗi gia đình chúng ta nếu như mà mua hai cái túi thôi là chúng ta xài đó là rất là lâu nha anh em. Đó, có thể là xài ở là mấy năm trời luôn á. Thì mỗi cái túi như vậy có giá là chỉ có 18k, nên gồm có 164 ống coi nhiệt nha anh em. Thì chúng ta chỉ cần mua hai túi thôi là xài ok lắm rồi. Thì tiếp theo anh em, đây là cái nẹp dây đi tường nha. Dây nhỏ chúng ta mà nó bị quằn mèo quá, chúng ta nẹp nó vô tường rồi chúng ta sẽ mắc vô những cái này hả anh em. 10k 20 cái. Rồi bộ dụng cụ sửa chữa điện thoại nha anh em. Có trong này có rất nhiều món nha, để mà chúng ta không phải sửa chữa điện thoại không mà sửa chữa những cái thiết bị nhỏ nhỏ. Thì mỗi một cái bịch như vậy là 10k nha. Rồi, ở đây là có một cái dụng cụ gọi là dụng cụ lấy ráy tay nha anh em. Dụng cụ lấy ráy tay thì nó chỉ có 10k thôi anh em ơi. Dụng cụ lấy ráy tay nè, bỏ này luôn đi. Đó, thì bên trong nó gồm có đó là gồm có 6 cái thành 6 món nha nè. Đây. Bên trong nó có 6 món như thế này nè anh em. Mà 10k nha. Có cái hộp đựng rất là đẹp bây giờ và thời trang nha. 10k. Rồi đây là bộ làm móng tay móng chân nha anh em. Bộ làm móng tay móng chân thì bán luôn với giá là 10k chứ không phải là 12k nữa nha. Từ đây về sau bán 10k luôn. Nó gồm có 4 món, một cây kìm, một cây kéo, một cái nhíp và một cái lấy ngoái tay nha. Thì 10k dành cho bộ này nha anh em. Rồi tiếp theo đó là mình có những cái bộ đa năng anh em. Đây là một cái gọi là cái móc khóa đa năng, anh em có thể gắn vô đâu đó thì anh em gắn nha. Đây nè, có một cái này gắn, có thể gắn vô đây ha. Nó thì ở đây nó có các cái đầu vít, đầu ốc nè anh em. Đầu ốc, đầu vít đa năng nè. Ha, đầu này là đầu vít nè, thấy không? Đầu vít nè. Đó. Đầu nè. Cái này gọi là cái móc khóa nè nha. Nó có thể gắn vô được nè anh em. Đó, thì mỗi cái này là 20k nha anh em. Cái này người ta chế rất là khó nha, chứ không phải là anh em thấy dễ đâu. Mình có thể mình cầm mình mở được nhưng mà chế rất là khó. Thì mỗi cái dụng cụ như vậy là 20k, mình mua là giao vốn nó cũng là mười mấy k nha anh em. Đó, mỗi cái dụng cụ như vậy thì giá là 20k nha. Đầu này gọi là đầu vít hình ngôi sao nha. Đầu vít hình ngôi sao.
20k một cái. Tiếp theo mình có một cái cờ lê đa năng anh em, cũng có hai đầu nhỏ lớn dần ha, 25k nha, cờ lê đa năng. Thì lớn hơn nữa đây là cái 30k, chỉ có một đầu duy nhất, con ốc ba lớn là bự là cùng rồi ha. Cái này rất là nặng ha, 30k. Thì mình có cũng nhiều lắm anh em, cứ nhắn tin đặt hàng ha. Rồi tiếp theo anh em, mình có thiết bị đó là ép kem đánh răng mỗi cái 6k nha. Thiết bị ép kem đánh răng mỗi cái 6k. Rồi tiếp theo mình có những nhợi sâu chuỗi nha nè, đeo tay ha. Thì mỗi cái giá nó là 15k nha nè, rất là đẹp luôn. Đó, chuỗi đeo tay nè, mỗi cái là chỉ có 15k, để niệm Phật cho lòng chúng ta thanh thản luôn ha. Mỗi cái 15k. Rồi tiếp theo đây là cái bộ nẹp dây sạc nè nè. Nẹp dây sạc chúng ta lo nẹp vô mấy cái bàn nữa. Đó, nó gườm gà quá, chúng ta để đây chúng ta nhét vô có 5 cái lỗ nè nè. Nó nhét mỗi cái nhợi dây vô cho nó gọn ghẽ lại, mỗi cái 15k nha anh em. Đây là nẹp dây sạc, còn đây là nẹp dây đi tường nha. Ở đây mình có một cái củ sạc anh em. Đây là củ sạc, nó gồm có 4 lỗ nha. Củ sạc gồm có 4 lỗ nha. Giá của nó là 35k nha anh em. Củ sạc 4 lỗ giá 35k. Một cái củ sạc như thế này có 1 2 3 4 lỗ nha anh em. Đó. Thì giá mỗi củ sạc như vậy là chỉ có 35k nha. Thì tiếp theo đó là mình có các loại cáp sạc anh em. Đây là một cái loại mà dây nó rất là to nghe nè, mỗi một cọng dây như vậy nó rất là to. Đó. Dây sạc nó to như thế này và mỗi cọng như vậy là 20k nha anh em. Thì mình có ba loại, đó là một loại sử dụng cho điện thoại thường gọi là micro USB nè anh em, một loại sử dụng cho điện thoại đó là Type C ha, cổng Type C, và một loại chúng ta đó là sử dụng cho iPhone nha. Thì mình có ba loại ha, mỗi loại mỗi cộng đều có giá đó là 20k nha anh em. Thì mình có số lượng rất là nhiều, anh em cứ đặt hàng lúc nào mình cũng có nha. Rồi dây sạc thì tiếp theo mình có thêm một cái loại nữa anh em, đây là loại cáp sạc ba đầu nha. Lúc này mình không cần phải phân biệt là đầu nào là đầu nào hết ha. Thì một cái cọng cáp như thế này nó gồm có ba cái đầu sạc như mình như thế này nè, ba đầu sạc ok ha. Thì mỗi cọng cáp như thế này giá thành của nó thì nó là rất là rẻ thôi, cũng là 20k luôn nha anh em. Đó, cũng là 20k luôn. Anh em nào mà muốn một cái cọng cáp mà nó đó là gọn, nó to thì sử dụng cái cọng cáp 20k hồi nãy ha. Còn muốn mà đa năng thì sử dụng cọng cáp này chưa. Ngoài ra chúng mình có thêm một cái là cọng cáp nữa anh em, cũng là ba đầu nữa nha. Cáp này vẫn là ba đầu nữa nhưng mà dây nó là dây dù, mình vẫn bán là 20k nha. Cọng cáp sạc ba đầu dây dù, mỗi cộng là 20k. Mình thiết nghĩ rằng anh em mua 4-5 cộng để dành xài á, thì có trường hợp mà khẩn cấp chúng ta lấy ra xài thì rất ok. Chúng ta mua một cộng cấp á, là ở ngoài tiệm nó cũng 100k rồi anh em, 50k tới 100k rồi mà nó đâu có xịn sò được vậy đâu. Mà ở đây chỉ có 20k mà anh em không mua được nữa thì mình cũng thua luôn ha. Rồi cáp này thì mình có thêm một loại nữa anh em, đó là một cái loại ba đầu y chang đó nhưng mà giá nó 30k, bởi vì nó tiện lợi hơn nhiều. Đây là một cọng cáp có ba đầu sạc cũng y chang hồi nãy, đó là Type C micro và iPhone, nhưng mà nó có thể kéo ra được và cũng có thể rút gọn lại được anh em. Nó có một cái thiết bị để chúng ta đó là kéo ra và rút gọn vô nè anh em, nó như vậy nó mới 30k được nha. Thì mình có bao nhiêu loại cáp sạc và cái cốc sạc ha. Rồi mình xin lên các món hàng khác nha anh em.